Ôi đẹp trai khổ quá, không còn ai dám yêu mình nữa. Bao số kiếp đã dày, đành ở giá chứ biết làm sao. Anh ơi chết rồi. Cái gì vậy? Ôi bây giờ chết rồi anh ơi, chết rồi. Gì chết rồi hả? Đi trốn, đi trốn, mình phải đi trốn. Chạy đi em đi hướng này, anh đi hướng này. Đi đi cưng. Ủa đi đâu, đi đâu? Đi trốn. Trốn ai? Ba lên. Ba lên đúng không? Ba lên bắt tụi mình đúng không? Không có, cái chuyện này nó còn khủng khiếp hơn chuyện ba lên nữa. Chuyện gì mà lớn em nói anh nghe coi. Anh ngồi xuống đây bình tĩnh đi em kể cho nghe. Chuyện gì cưng? Hôm qua vậy em đăng hình hai đứa mình lên mà anh chưa có like. Thôi nó lớn dữ vậy luôn đó hả? Ừ. Thôi vợ anh làm quá vấn đề vậy luôn đó hả? Đối với em vậy là khủng khiếp lắm rồi đó. Trời em cũng quỷ quá vậy. Like hình đây. Biết rồi sao mệt ghê, vợ chồng với nhau thôi. Giờ nếu mà em muốn like hình á thì em cầm điện thoại của anh em bấm like một cái. Cái gì mà phải kêu anh nữa mất công không? Ha em quên. Chết rồi điện thoại. Ủa bà điệu kìa trời. Facebook phở hai đứa mình nè, like. Dễ thương. Trời đất ơi, Tùng ơi là Tùng. Anh chụp hình với con nào đây? Hả? Cái gì mà cái đít mèo con? Hai đứa mình có đẹp đôi không anh? Rồi cái con cọp con nữa nè. Hai đứa mình đẹp quá anh nhỉ. Em 1m6, nặng 50kg. Anh à, bữa nào mình có một đêm nóng bỏng với nhau có được không anh? Trời ơi, con Trúc xinh. Con Trúc xinh là cái con nào vậy Tùng ơi? Là Tùng ơi. Hai. Con Trúc xinh là con nào mà nó đòi có một đêm nóng bỏng với anh hả? Cái con... Nó đòi luộc anh đúng không? Không có sao mà sau này em hay ghen, hay bậy ghen bạ, ghen bóng, ghen gió là sao vậy? Cái con Trúc mà cái con Trúc mà ở Biên Hòa đó. Biên Hòa gì? Con Trúc thần kinh nhẹ đó. Mày thần kinh mà nó biết chơi Facebook hả? Không biết. Sao mà? Không có, bây giờ em phải nghe anh nói chứ mở miệng là em quýnh làm sao mà anh kể em nghe được. Nói đi. Bây giờ tâm thần nó khủng khiếp lắm. Bây giờ tâm thần có thể chơi những cái khủng khiếp lắm. Chơi Facebook luôn, tối mà lên cơn nó đăng Facebook làm rần nhắn tin cho anh hoài. Mà hả anh cứ chặn nick này cái nó làm nick khác, chặn nick này cái làm nick khác. Bây giờ anh biết làm sao bây giờ? Giờ không biết làm sao phải không? Lóc hết cái con nhỏ đó đi. Thế bây giờ mà anh lóc mấy cái nick Facebook trên đây á thì đương nhiên á là hả được rồi. Nhưng mà khi lóc á là mấy cái đồng nghiệp anh nó ghét anh. Làm gì ghét? Nó được chảnh rồi ỷ đẹp trai rồi hả cái lóc Facebook người ta nó nói vậy dễ sợ không? Đó bây giờ không có được. Nếu mà lóc Facebook á coi như là bể chén cơm của anh rồi. Mà bể chén cơm của anh là chắc chắn là bể chén cơm của em luôn. Nói chung là vợ chồng là tan nát hết luôn đó, không có được em ơi. Căng vậy đó hả? Căng như dây đàn vậy đó. Rồi em có cách này dễ hơn. Cách gì em? Em sẽ đi tìm con Trúc. Em con Trúc nó có vỏ đó. Em Trúc tới kìa. Bây giờ bình tĩnh. Bây giờ em tạm lánh mặt của bên kia nha, để anh giải quyết chuyện này im đẹp cho em. Anh hứa thề luôn. Em tin anh đó. Đi qua kia. Nhớ dằn cơn giận lại nha. Đừng có giục tóc mà bóc giục nha em. Trời ơi. Trúc uống gì không? Dạ thôi. Anh thấy em đến đúng giờ không? Đúng giờ lắm. Trúc à. Dạ. Thật sự là những cái tin nhắn mà ở trên Facebook á là... Đừng có nói nữa, trời em xấu hổ muốn chết luôn à. Mấy cái tin đó là em nhắn thử lòng anh thôi. Vậy hả? Trời ơi mừng hú hồn. Nhưng mà hôm nay anh hẹn em tới đây nè, anh tỏ tình với em á thì em sẽ không có từ chối tình cảm của anh đâu. Đã, bình tĩnh đi người ơi, bình tĩnh chưa, đừng có nóng quá. Em ơi thật sự là chắc là em đã hiểu lầm cái tình cảm của anh rồi. Thôi hiểu lầm cái gì, em biết tính của anh mà, anh rụt rè lắm. Thôi để em tỏ tình luôn nha. Ngày buồn tháng nhớ năm mong. Anh ơi, em thích anh rồi đó. Bây giờ anh tính sao đây? Lan ơi cho con mượn con dao Lan ơi. Em ơi bình tĩnh đi em ơi, chưa cái gì mà dao kéo gì ở đây ha. Thật sự là anh táo bạo quá hả? Thôi để em xuống một bậc nha. Anh ơi hôm nay trời đẹp quá, cho em hôn vào má. Em ơi đừng. Cái gì vậy? Anh còn gì để nói nữa không? Em hiểu lầm anh rồi mà. Bây giờ người ta đòi làm báo cáo tỏ tình với anh kìa, anh còn gì nói nữa không? Em... cái cô này là cô cũng thích anh đó hả? Thôi chuyện phụ nữ để tụi em tự giải quyết. Nè. Cô cũng thích anh Tùng đúng không? Được rồi, thôi bây giờ tôi với cô cạnh tranh công bằng với nhau. Bây giờ cô nói đi. Nói gì? Số đó 3 vòng. Hả? Tôi 80, 60, 80. Còn cô? 30, 30, 30. Hả? Không bằng cô đó rồi sao? Thôi thôi, thôi được. Rồi sao? Thôi, tuy là Duyên số đo không 3 vòng bằng không bằng cô, nhưng mà Duyên chính là vợ của tôi đó. Tôi và Duyên yêu nhau đã lâu rồi, đã đăng ký giấy kết hôn rồi. Cái gì? Con nhỏ này là vợ anh hả? Đúng rồi. Đăng ký giấy kết hôn rồi? Đăng ký rồi. Con nhỏ này anh thuê nó đúng không? Trời ơi, thuê nó ở trong cái đoàn kịch nào đến để thử lòng em đúng không? Kịch gì? Trời, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, em ơi, trời ơi. Thôi thôi, đừng. Trời ơi, bây giờ cô đừng có nói nữa. Bây giờ cô đi, cô đi giùm tôi đi. Trời ơi, đừng có đốt nhà tôi nữa. Đi. Trời ơi. Trúc hả? Chị sẽ cho em thành con gấu Trúc. Tùng ơi. Gì vậy? Có anh. Ai vậy? Cúc Hà. Cô. Anh Tùng. Cái gì vậy? Anh. Sao anh dẫn cổ vô xào quyệt của em không vậy? Trời, quyệt thì cứ để cổ ở đây đi rồi từ từ tao tính. Ủa sao mà tính được anh? Trời, vợ em mà biết là giết em chết luôn á. Đừng có dùng thái độ đó đối với phụ nữ đẹp. Dặn bao nhiêu lần rồi. Mình phải hòa nhã. Người ta tới chơi với mình, mình phải thể hiện thái độ là chào đón người ta chứ. Chào hỏi đi. Chào hỏi gì? Em không thích làm sao chào hỏi. Nè, cô làm gì vậy? Đồ đạc của tôi mà. Nè, em sắp đồ em. Cô làm cái gì vậy? Em sắp đồ em vô, anh đợi em tí. Không có được, đồ của nhà tôi mà. Ủa anh Tùng. Trời. Ủa, bộ anh chuyển giới hả? Gì chuyển giới? Cô nghĩ tôi lộ vậy luôn đó hả? Ủa chứ đồ này của ai? Của vợ tôi đó. Người mà cô đã gặp trước đây rồi đó. Vợ hoài à. Anh với nó chỉ sống chung với nhau thôi, sống thử với nhau thôi đúng không? Mà con nhỏ đó có gì đẹp hơn em đâu. Anh làm gì anh sống chung với nó mà không chịu sống chung với em? Nhìn tao cái gì? Anh sao đâu á. Bây giờ anh đưa hàng vô, anh đưa ra giùm em, anh giải quyết giùm em đi. Chứ bây giờ làm sao đây, lát vợ em về tới nơi rồi. Ép. Dạ. Nói nghe. Gì? Thật ra thì nó có vợ rồi. Thiệt hả? Thì thiệt vậy mà. Vậy thì thôi. Trai đẹp đã hiếm rồi mà toàn là có vợ. Rồi vô nhà đi cục cưng ơi. Trời ơi, ta nói về tới nhà là sảng khoái thoải mái. Em ơi, về đây bên nhau ha, ta nói lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua anh vối ghen thành kỷ niệm. Trời ơi, nhớ anh không? Nhớ gần chót luôn, cho hôn cái coi nè. Khoan. Sao vậy? Tao mất hứng vậy? Hình như là có mùi lạ. Trời ơi, em bị diêm son đúng không? Hay là diêm mũi giỡn gì đúng không? Mùi lạ đâu, có mùi khác nữa của anh nè, thử coi. Nè, thử đi. Cái mùi này không phải xuất phát từ người của anh. Nhưng mà trong phòng này có mùi lạ. Tôi sẽ tự tìm mùi hương này xuất phát từ đâu. Thôi không có đâu, đi tắm rửa đâu đi. Vợ ơi, vợ, em làm gì vậy? Cái mùi hương đó, nó xuất phát từ cái áo đầm này nè. Của ai mà đẹp vậy? Của anh. Áo đầm đó của anh đó. Cái màu đỏ đó của anh. Của anh hả? Ừ. Anh lộ giới tính hồi nào hay vậy? Không có. Ý anh nói là của anh là hả, bữa anh đi chợ á, cái anh thấy cái áo đẹp quá, anh mua tặng cho em. Hợp với vóc dáng, hợp với body, hợp với làn da của em nè. Của em? Tặng cho em đó. Em là con nít hả? Anh mua tặng cho em, vậy sao không có nhãn mác gì hết vậy? Không có nhãn mác gì em, cái hiệu này nổi tiếng lắm đó cưng. Hiệu gì nổi tiếng mà không có nhãn mác? Hiệu Sa Đi đó em. Sa Đi là hiệu gì? Đồ sida đó cưng. Đồ sida. Thương vợ quá mà không có tiền nên mua đồ sida. Đồ đa nghi quá à. Trời ơi, đẹp quá à. Ôi. Ủa anh ơi, cái tiếng chuông điện thoại của ai là... chuông điện thoại của anh, thôi đi tắm đi nha, đi tắm đi. Chuông điện thoại của anh hả? Ừ. Trời ơi, Trời ơi. Ôi, đang chạy bóp đầm luôn anh ơi. Anh ơi, cái giỏ này của ai vậy anh? Trời ơi, con Mỹ này nó giết tôi thiệt mà, nó đốt nhà tôi thiệt mà. Cái giỏ này của ai? Tại sao nó nằm trong phòng tụi mình vậy anh? Rồi con yêu. Của ai? À, của tôi. Trời. Của tôi đó. Trời ơi. Cái này cũng của tôi luôn nè. Cái gì vậy? Ủa tại sao đồ của cô mà nằm trong phòng vợ chồng tôi là sao? À thì tại vì hồi nãy tôi qua thăm anh Tùng cô... Cho nên đồ của tôi nằm ở đây. Có gì đâu không hiểu. Cô đúng là Akihi đụng ngốc. Cô quỷ cả. Em ơi, em bình tĩnh đi em ơi. Bình tĩnh đi em, bình tĩnh. Nó chửi tôi Akihi đụng ngốc kìa Tùng ơi. Tôi phải giải quyết anh sau đây Tùng ơi. Tùng ơi là Tùng ơi. Thôi được rồi. Vợ luôn luôn bên ta, và khi ta khó khăn nhất vợ luôn luôn thương ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào thì cha xét như hoạn thư. Em mà. Vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ta đi chung, ta bao giờ đi ra. Vợ luôn luôn không cần phải kém đâu. Lúc nào cũng tới nhau. Vợ của anh. Thôi đừng có ẩm vậy con, nó đi hai hàng xấu.